Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh một cô gái cắt tóc hai bên, bên cạnh là một bộ quần áo và một chiếc mũ trùm đầu nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào?